Tôi đã cho anh ấy đôi chân của mình sau khi anh ấy gặp tai nạn xe. Nhưng anh ấy lại ghê tởm tôi vì tôi là người thậm chí nhìn thấy tôi là anh ấy buồn nôn đến mức nôn ra nước chua. Nhưng tôi không những không giận mà còn vui đến mức suýt nhảy cẫng lên. Chỉ vì tôi đã liên kết với hệ thống đổi điểm. 4 năm trước tôi vì tình yêu mà cứu anh ấy, nhưng cũng trở thành một kẻ cô đơn đúng nghĩa. Hẹn ước 4 năm đã đến. Đôi chân dài này của anh coi như là quà sinh nhật của tôi nhé. Con nhỏ vô dụng này còn muốn bám lấy anh niên. Vẫn là tiểu tiểu hợp với anh nhất. Đúng vậy. Hôm nay cô ấy qua sinh nhật là đủ 4 năm rồi. Ân tình này coi như đã trả xong rồi. Những năm qua anh thăng tiến nhanh chóng. Còn cô ta vẫn là một người tàn tật. Khoảng cách này không chỉ là 108.000 dặm. Tôi không hề xúc động. Bởi vì điều này không đủ để lật đổ tình cảm giữa chúng tôi. Nhưng rất nhanh tôi đã bị tát vào mặt. Tôi cứ tưởng anh thật sự muốn phục vụ cô ta cả đời. Nếu là tôi đã bị cô ta dồn đến phát điên từ lâu rồi. Cậu không biết cô ta thực sự vừa bẩn vừa hôi. Tôi đã không chịu nổi cô ta từ lâu rồi. Nghĩ đến việc các cậu còn phải nằm trên cùng một cái giường. Tôi chỉ muốn nôn. Đừng nhắc nữa, tôi thà rằng người bị liệt năm đó là tôi. Thật sự không hiểu tại sao năm đó cô ta nhất định phải cứu tôi. Có khi nếu cô ta không lao đến, cả hai chúng tôi đều không sao. Có lẽ chỉ là muốn khiến tôi cảm thấy có lỗi thôi. 4 năm trước, khi Hứa Gia Niên đang qua đường, một chiếc xe tải mất kiểm soát lao thẳng tới. Trong lúc nguy cấp, tôi đã lao đến. Hai chân của Hứa Gia Niên bị nghiền nát như thịt bằm. Mơ hồ nhớ lại 4 năm trước tôi đã quyết đoán nói với hệ thống. Hãy đổi chân của tôi cho Hứa Gia Niên. Một khi chủ nhân đã đổi thì không thể hủy bỏ. Anh ấy vừa mới đứng vững trong giới kinh doanh, bây giờ mất đi đôi chân, anh ấy sẽ phát điên mất. Từ trước đến nay, Hứa Gia Niên vẫn luôn nghĩ đôi chân này của tôi bị xe tải nghiền nát. Thực ra là tôi tự nguyện đổi cho anh ấy. Suốt 4 năm trời, mỗi ngày đối với tôi đều là sự dằn vặt. Bây giờ tôi nhìn thấy gương mặt đó của cô ấy là muốn nôn. Gia Niên, chúng ta ra ngoài chơi thư giãn một chút nhé. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Qua sinh nhật này chúng tôi có thể cắt đứt rồi. Hệ thống, tôi có thể lấy lại đôi chân đó không? Chủ nhân, hiện tại điểm của bạn không đủ. Đã mở nhiệm vụ ngẫu nhiên cho bạn. Mời chủ nhân đến quán Ba Vân Hào. Vừa mới vào, xe lăn của tôi đã bị một bàn tay lớn ấn xuống. Sao cô lại đến đây? Ở nhà quá lạnh lẽo. Ra ngoài đi dạo một chút, chị dâu. Đi dạo cũng không nên đến nơi này chứ. Đây cũng không phải là nơi một người què nên đến. Cô không thể để chúng tôi bớt lo lắng được sao? Trước đây cũng thường đến đây. Tôi chỉ muốn đến xem thử. Cô cũng nói rồi đó là trước kia. Bây giờ cô chỉ là một kẻ vô dụng. Đến đây chỉ làm phiền người khác thôi. Cô nhìn xem mọi người nhìn cô với ánh mắt gì kìa. Lục Vân không ngừng ngửi. Cuối cùng ghé sát vào mặt tôi. Sao cô lại có mùi nồng nặc thế? Ở đây mùi rượu nồng nặc như mà vậy. Mà vẫn không che được mùi hôi trên người cô. Hứa Gia Niên, anh cứ nhìn họ làm nhục tôi như vậy phải không? Họ nói câu nào sai? Đừng làm mất mặt ở đây nữa. Về nhà đi, tôi bảo tài xế đưa cô về. Chủ nhân, cô vẫn cần ở lại. Thêm 2 giờ nữa mới hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ không về, cũng không ảnh hưởng đến các anh. Niên ca tiểu tiểu sắp đến rồi. Tôi hỏi cô lần cuối, về hay không về? Không về, muốn chơi vậy không? Vậy để cho cô chơi cho đã. Nói xong, anh ta cười lạnh và vẫy tay. Ngay lập tức tôi bị họ nhấc bổng lên. Họ vài người ở dưới vừa lắc xe lăn, vừa hét lớn. Cô ta nôn chưa? Dùng sức mạnh hơn nữa đi. Chỉ có Hứa Gia Niên ngồi ở ghế sofa mới thấy được. Lúc này tôi vô cùng sảng khoái, vì họ cho tôi được giây phút tự do. Hứa Gia Niên đột nhiên đập ly rượu xuống bàn. Ngay sau đó, tôi bị họ ném mạnh xuống đất. Sao các cậu bất cẩn thế? Làm té chị dâu các cậu rồi, có sao không? Hứa Gia Niên đưa tay về phía tôi. Ngay lập tức anh ta rút tay lại. Bịt mũi lùi lại 2 bước. Rồi đột nhiên cười lớn ha 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 thật buồn cười. Sao cô lại mất kiểm soát đại tiểu tiện vậy? Đây là nơi công cộng đấy. Giọng Hứa Gia Niên vang khắp phòng, từng ánh mắt như muốn nướng chín tôi. Chị dâu, chị cũng quá bất cẩn rồi. Ở nhà thì còn được. Nhưng đây là bên ngoài, có nhiều người thế này. Đã bảo cô về rồi, cô cứ nhất định phải làm chúng tôi khó xử sao? Tôi sắp mất hết mặt mũi vì cô rồi. Hứa Gia Niên, anh đỡ tôi dậy trước đã. Đôi chân của cô như miếng thịt thối dữ vậy. Cô có biết tôi ghê tởm lắm không? Thập thất ơi thập thất, rốt cuộc khi nào cô mới tha cho tôi? Diễn 4 năm rồi, anh có mệt không? Làm sao không mệt được chứ? Thập thất, tôi hận cô. Thật sự hận chết cô luôn. Trong tiếng cười nhạo của họ, tôi khó nhọc bò lên xe lăn. Thập thất, tôi không nợ cô gì nữa phải không? Nếu không nợ thì chúng ta ly hôn đi. Tôi còn chưa kịp nói gì. Một người phụ nữ uyển chuyển bước đến. Cô đừng trách Gia Niên. Hãy trách mình là kẻ vô dụng đi. Dù sao cô cũng khiến người ta ghê tởm. Đừng nói gì đến chuyện thích nữa. Đã làm phí phạm 4 năm của anh ấy. Càng không thể làm liên lụy cả đời anh ấy. Đôi mắt của cô trông rất giống tôi đấy. Câu nói này hoàn toàn đúng. Thậm chí có thể nói bộ dạng hiện tại của cô ta giống hệt tôi 4 năm trước. Nhưng cô ta lại nổi giận. Chiếc túi xách trong tay đập thẳng vào mặt tôi. Im đi, đúng là đồ độc phụ. Cô đáng bị suốt đời không đứng dậy được. Nhiệm vụ hoàn thành, điểm đã được cộng vào tài khoản. Tôi lăn xe lăn ra ngoài. Đám đông vốn chen chúc tự động nhường ra một lối đi cho tôi. Có lẽ họ thấy tôi đáng thương, cũng có thể là chê tôi bẩn thỉu. Lần đầu gặp Hứa phu nhân, tôi cũng chưa chuẩn bị gì.
Vậy chúc Hứa phu nhân cả đời này đều không đứng dậy được. Nửa đời sau mãi mãi bị bệnh tật hành hạ. Tay tôi nắm chặt xe lăn. Mồ hôi từng giọt rơi xuống đất. Các người nhìn kìa. Cô ta lại đái dầm rồi. Những chuyện này thật sự là tôi đáng bị sao? Trên môi lại treo một nụ cười cực kỳ gượng gạo. Chủ nhân đã tích lũy đủ điểm. Xin hỏi chủ nhân có muốn đổi lại đôi chân không? Tôi quay đầu lại nhìn Hứa Gia Niên. Nụ cười dần trở nên lạnh lẽo. Hệ thống, hãy giúp tôi lấy lại đôi chân đó. Được, chủ nhân vui lòng đợi một chút. Đổi điểm thành công, đã đổi thành công tổng điểm của bạn là 321. Hiện còn một điểm, sau tiếng nói của hệ thống. Tôi hồi hộp bóp chân mình. Cảm xúc khó kiềm chế, tôi cố gắng đứng dậy. Nhưng vì quá lâu không đi lại nên ngã thẳng xuống đất. Mặc dù vậy, tâm trạng vẫn vui sướng khó tả. Tôi đứng trước TV xem lễ đính hôn của Hứa Gia Niên. Anh ta đột nhiên ngã xuống đất. Sau hai lần cố gắng đứng dậy, cuối cùng anh ta cũng phát hiện ra điều bất thường. Những người khác cũng phát hiện ra điều bất thường. Tất cả đều chạy đến chỗ Hứa Gia Niên. Rất nhanh hình ảnh đã bị cắt đứt. Mai đến ngày thứ ba, tôi thấy trên Weibo trong nước tin tức họ chia tay. Tắt điện thoại vừa định đi ngủ, tôi nhận được điện thoại của Lục Vân. Hello, chị dâu, cuối cùng em cũng liên lạc được với chị. Tôi bật dậy khỏi giường. Giọng nói này dần dần trùng khớp với giọng nói chế giễu tôi đêm hôm đó. Đừng cúp máy, chị dâu, anh Niên cần chị quay lại đi. Tôi sẽ không quay lại đâu, chị dâu. Chị có biết bây giờ chân anh Niên bị ngã hỏng rồi không? Cả hai chân đều không giữ được. Bây giờ ngay cả lật người cũng cần người giúp đỡ. Anh ta thế nào không liên quan đến tôi. Sau này đừng gọi nữa. Bây giờ chị cũng rất bất tiện phải không? Quay lại, chúng tôi có thể tìm người chăm sóc tốt nhất cho chị. Nữa, thỏa thuận ly hôn nghiêm ngặt của chị vẫn chưa có hiệu lực. Anh Niên vẫn chưa ký. Chị dâu bây giờ ở đâu? Em đến đón chị. Tôi liếc nhìn giấy ly hôn trên tủ đầu giường. Giấy ly hôn tôi đã nhận được rồi. Tưởng rằng từ nay chúng tôi sẽ không còn liên quan gì nữa. Visa của tôi đã hết hạn. Ngày về nước làm thủ tục visa, tôi nhìn thấy Hứa Gia Niên. Anh ta cứ như vậy đứng trước mặt tôi, lạnh lùng âm u. Tôi ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn anh ta. Lâu rồi không gặp, Hứa Gia Niên không đáp lại lời chào hỏi của tôi, mà chỉ mỉm cười. Lần này về thì không đi nữa chứ. Đi. Nhưng hôm nay tất cả các chuyến bay đều bị hủy rồi. Tôi nhìn thư ký của Hứa Gia Niên. Đi nói gì đó với bên kia. Rất nhanh, tất cả các chuyến bay quốc tế trên màn hình của sân bay đều bị hủy. Hứa Gia Niên, anh không ngăn được tôi đâu. Xuất ngoại không có lợi gì cho em cả. Quay về đi, anh sai rồi. Tôi đã ở bên anh ta 7 năm. Năm thứ 3 tôi đã cho anh ta đôi chân. Năm thứ 7 anh ta chê tôi ghê tởm và ly hôn. Một tuần sau đó, anh ta đã công khai đính hôn. Trong khi tôi và Hứa Gia Niên chưa từng có một đám cưới. Đám cưới đó tôi đã đợi 7 năm. Hóa ra anh ấy không phải không thích kết hôn, mà là không thích kết hôn với tôi mà thôi. Anh biết em cũng không buông bỏ được. Đừng anh cố chấp nữa. Ít nhất khi ở bên anh, em sẽ sống tốt hơn. Hứa Gia Niên càng lúc càng kích động, mắt đỏ hoe, di chuyển xe lăn đến trước mặt tôi. Vẫn là em tốt nhất. Tiểu tiểu con khốn đó đã bỏ đi ngay. Chúng ta đã ở bên nhau 7 năm, em sẽ không chê anh đúng không? 7 năm có thể chứng minh được gì chứ? Tổng Hứa bây giờ lại không chê tôi nữa sao? Đừng quên lúc đầu anh chạm vào tôi một cái là buồn nôn đấy. Không, không phải vậy. Chúng ta giống nhau, đúng không? Chúng ta là cùng một loại người mà. Tôi và anh không phải cùng một loại người đâu. Hứa Gia Niên rõ ràng có vẻ không tin. Lúc này tôi mới nhớ ra, từ lúc anh ta đến tôi vẫn ngồi ở đây. Anh ta cũng không có cơ hội nhìn thấy chân tôi. Hứa Gia Niên, tháng sau tôi kết hôn. Em nói gì cơ? Tôi nói tháng sau tôi sẽ kết hôn. Chị dâu đừng đùa nữa. Người nước ngoài dù có phóng khoáng cũng không chấp nhận một người tàn tật đâu. Tôi lấy từ trong túi ra một tấm thiệp cưới, mở ra đặt trước mặt hai người. Mồng một tháng sau, tôi và chồng tôi kết hôn. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hứa Gia Niên đưa tay định chộp lấy. Tôi nhanh tay nhanh mắt thu lại. Xin lỗi, đám cưới của tôi sẽ không mời các anh đâu. Sắc mặt Hứa Gia Niên đột nhiên trầm xuống, nhìn tôi với vẻ cực kỳ không hài lòng. Ở đây nếu tôi không gật đầu, không có chiếc máy bay nào có thể đưa cô rời đi. Tôi gật đầu, không phủ nhận. Ở lại bên tôi đi. Đang nói thì một người đàn ông đẹp trai đi đến. Vị hôn phu của tôi, Pi Dân. Em yêu, về nhà thôi. Đây là người đàn ông em sắp kết hôn sao? Thập thất, tôi không muốn đả kích em. Chúng ta ở bên nhau 7 năm. Dù có yêu thương đến mấy, tôi vẫn sẽ ghê tởm đôi chân đó của em. Khi các em đến ngày đó, em sẽ phát hiện ra. Thế nào là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không linh. Tôi nghĩ, suy nghĩ này của Hứa Gia Niên cuối cùng sẽ trở thành công cốc. Khi đến bên đó, em sẽ không có một người thân bạn bè nào cả. Cây cầu độc mộc này không dễ tìm đâu. Mau lên chuẩn bị cho cô ta một chiếc xe lăn. Thập thất, tôi làm vậy là vì em đấy. Không cần chuẩn bị đâu. Còn về việc vì tôi tốt, tôi nghĩ Tổng Hứa cũng lo lắng quá rồi. Bởi vì tôi và Vi Dân sẽ không xảy ra tình huống như vậy đâu. Thập thất, em tự tin quá đấy. Anh hỏi em lần cuối, về với anh nhé. Tôi vỗ vỗ tay, chống lên ghế và đứng thẳng dậy. Khoác tay Vi Dân. Hứa Gia Niên vẫn nhìn tôi với vẻ trầm lặng. Lục Vân là người đầu tiên nhận ra. Cô, chân cô khỏe rồi. Tha thứ cho anh là việc của Chúa. Còn tôi sẽ đưa anh đi gặp ngài. Ánh mắt Hứa Gia Niên hoảng loạn. Không dám tin, nhìn tôi, chân em khỏe lại thế nào? Tuy nhiên tôi không muốn lý đến anh cả. Kéo Vi Dân, tôi về trước đây. Thập thất, tôi đang nói chuyện với em đấy. Cả cổ Hứa Gia Niên đều đỏ lên.
Ngay cả Lục Vân cũng vội vàng đến kéo tôi. Chị dâu, cô Thẩm, cô có thể nói cho tôi biết cô được điều trị ở bệnh viện nào vậy? Sao lại hồi phục nhanh như vậy? Những bác sĩ giỏi nhất nước ta đều nói cả đời này cô không thể đứng dậy được. Vi Dân lập tức kéo tôi ra sau lưng, nhìn Lục Vân với vẻ tức giận. Đừng chạm vào người phụ nữ của tôi. Cô ấy là... Anh ta quên mất cách diễn đạt từ tiếp theo, quay đầu nhìn tôi cầu cứu. Vị hôn thê, đúng rồi, vị hôn thê. Lúc này Lục Vân mới nhận ra mình thất lễ. Xin lỗi, tôi quá kích động nên mất bình tĩnh rồi. Tôi biết hôm nay nếu không nói rõ ngọn ngành, họ sẽ không để tôi đi. Hãy thử các bác sĩ nước ngoài xem. Cụ thể là, vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra 1 giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.